Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kim Sơn ạ. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua X-Man, AX-Man, dòng xe đốt bay đến từ thương hiệu chính hãng nội địa Đài Loan. Thì như bác biết thì thị trường châu Á có những dòng xe thương hiệu Nhật và Đài Loan. Đây là một trong những hai nước mà chuyên làm xe đạp thể thao cũng khá là lớn trên thế giới. Thì trong đó thương hiệu Đài Loan là một cái nhà sản xuất chính hãng của dòng xe Jan. Thì đây là một thương hiệu Đài Loan nội địa X-Man. Em xin mời anh giải thích hoạt động xe. Vâng, trên khung hình các bác, đây là cái mẫu X-Man đến từ thương hiệu Đài Loan, Taiwan, chính hãng, với tông màu chủ đạo là tông màu trắng, những điểm viền cổ điển, in hình 3D, người thổ dân, những điểm chỉ họa tiết hoa văn trên khung xe rất nổi bật. Phần trường hợp kim nhôm, xe xuất xứ từ thương hiệu Taiwan chính hãng. Thì Đài Loan cũng là thương hiệu lớn sản xuất xe đạp thể thao trên toàn thế giới. Trong đó có dòng xe đạp của Jan. Đây là website chính hãng của xe nhé, axman.com.tw là Taiwan. Khung nhôm sẽ được thiết kế với nội tiết hoa văn rất là đẹp mắt, hình người thổ dân, với tông màu cam đỏ trên khung xe là bắt mắt. Xe có tông màu chủ đạo tông màu trắng, cổ phốt ghi đông chỉ có PSA. Đằng trước là có miếng logo của FSA làm từ carbon. Sao sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của Shimano Sora bên trái em. Bên phải em sử dụng với bên tay lắp chính hãng của Shimano Sora. Đằng trước sử dụng với cụm phanh bao mảnh chính hãng của Shimano Sora. Càng cũng của X-Man. Nguyên bản theo xe. Càng carbon. Khung nhôm càng carbon. Xe trang bị với may rất đẹp, may vào vành của Shimano. May vành Shimano. Lan thưa. Lan e-lock, lan dẹp bác nhé. Bành Shimano. Bành cam dẹp. Bành lan thưa. Kích thước lốp 700x23C. Chính hãng của Đài Loan luôn đó nhé. Xe nội địa Đài Loan. Bây giờ Đài Loan cũng là một thương hiệu lớn của xe đạp thể thao. Học yên của FSA. Học yên cổ phốt ghi đông của FSA đến từ thương hiệu Mỹ. Ghi đông ngồi của yên Velo. Yên Velo cũng của Taiwan luôn đó nhá. Chính hãng Taiwan. Đằng trước đằng sau sử dụng với cụm phanh ba mảnh của Shimano Sora. Đằng sau có cái đèn nên nhưng mà nó hết pin rồi em vẫn để nguyên đèn theo xe. Xe trang bị với đùi đĩa Shimano Sora, 3 tầng đĩa, gạt đĩa của Shimano Sora, củ đề sau là củ đề Shimano Sora. Trang bị với 9 tầng lip, may vành cặp chính hãng của Shimano. Giờ 550
cầm inox, cầm lá hẹ, cầm thưa, vành cặp Shimano. Kích thước lốp 700 x 23C. Xem những họa tiết hoa văn của hình thổ dân trên khung xe đây. Rất là lạ mắt. Model của xe là X-Men. Bây giờ chúng ta sẽ có đứng của khung xe. Bọn chúng ta đứng của khung xe là size 46. Chiều cao ngang khung là size 50. Khi hợp các bác cao từ 1m6 đến tầm 1m7 đi vừa, 1m7 đến 1m7 đổ lại, tầm 1m6 đổ lên. Xe trang bị với 9 tầng lip, group full Shimano Soda lên lip đây. Vành cặp chính hãng của Shimano, cam inox, súng lip. Bên phải em là 3 tầng đĩa của Shimano Soda, gạt đĩa Soda, súng đĩa. Lên đĩa. Chuẩn bị chân thu một nào nhé. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Roadmai dòng đua X-Men, chiếc xe xuất hiệu ở bên Đài Loan. Khung nhôm càng carbon, xe được trang bị với full group Shimano Soda, vành cặp Shimano R550, cặp lá hẹ Elok. Và xe giá tốt anh em là 7.2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Qua con thân hệ qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp. Nhấn đăng ký theo dõi kênh, còn phải đón chơi ngày mai.